Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc vẫn đang trên đường di chuyển xuống nước ta. Dự báo gần sáng mai, phần phía trước của khối không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, khiến cho khu vực này sẽ có mưa rào và dông nhiều trở lại. Nguy cơ cao kèm theo dông, sét và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Đó là thời tiết trong đêm nay, còn khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, Bắc Bộ chịu tác động chủ yếu của nhiễu động gió đông thổi ẩm từ ngoài biển vào. Vì thế, ở khu vực phía đông Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa, trong đó ở khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ là những nơi có khả năng có lúc có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Với khu vực phía tây Bắc Bộ là những cơn mưa rào rải rác trong buổi sáng, sau đó thì trời có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng ven biển, các tỉnh vùng đồng bằng dao động từ 28 đến 30 độ. Các vùng sâu hơn thì nhiệt độ ở ngưỡng 30 đến 32 độ. Riêng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi đạt mức 33 độ. Với miền Trung, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong cả ngày hôm nay vẫn là tình trạng mây nhiều. Mưa vừa, có lúc mưa to, còn xảy ra ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Chiều và tối nay trở đi, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực Bình Định và Phú Yên sẽ có mưa rào và dông trở lại. Còn về nền nhiệt, ngày hôm nay ở miền Trung cũng có sự phân hóa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 32 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, vì thế chiều và tối nay vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, ở các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cả khu vực miền Tây Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 30 đến 33 độ. Trên biển, ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc của Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực còn lại, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc ở mức cấp 5, biển động nhẹ. Còn ở khu vực biển phía nam, gió nhẹ nhưng mưa dông thì xuất hiện rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 10 km. Dự báo từ ngày mai khi có tác động của không khí lạnh mạnh thì ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.